shop khởi nghiệp, xưởng chuyên sỉ váy đầm, thời trang nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, chính sách giá hỗ trợ ưu việt, luôn cập nhật các xu hướng thời trang. Truy cập ngay website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 097-220-9844 để nhận ưu đãi tốt nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa lò PVF lên ngôi. Sau Hoàng Anh Gia Lai hay Hà Nội đóng góp công lớn cho sự thành công của bóng đá nước nhà suốt hơn một năm qua, vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua ghi nhận thêm một sự lên ngôi của một lò đào tạo khác là PVF. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng hàng loạt quân số của lò đào tạo này để làm nên chuyện. Điều trùng hợp đúng như mong mỏi của ông Phạm Nhật Vượng, người sáng lập quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam PVF. Tròn 10 năm kể từ ngày thành lập, PVF đã giúp bóng đá Việt Nam hái quả ngọt ngào. Thành tích vào tối ngày 26 tháng 3 vừa qua mà thầy trò Park Hang-seo giành được trước người Thái là sự lên tiếng mạnh mẽ nhất về hướng đi đúng đắn của PVF với kỳ vọng đào tạo tài năng bóng đá cho nước nhà. Trong quân số 37 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi đến 10 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF, hơn cả câu lạc bộ Hà Nội. Và đến khi chốt danh sách trước giải chính thức, PVF còn lại 7 cái tên vẫn áp đảo trong danh sách. Trừ Tùng Quốc, Vũ Tín và Văn Xuân đã rời đội trước giải, những cầu thủ trưởng thành từ PVF đang khoác áo các câu lạc bộ trong nước ở lại để giúp U23 Việt Nam thăng hoa tại Mỹ Đình vừa qua là Trương Văn Thái Quý, Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Mạc Đức Việt Anh, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dũng, Lê Xuân Tú. Tính từ ngày PVF ra đời tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2019, công cuộc trồng người của quỹ đầu tư này thực sự trở thành một món quà tinh thần vô giá cho bóng đá Việt Nam. Hàng loạt cựu danh thủ của đội tuyển quốc gia được gọi về để gõ đầu trẻ với quy trình đào tạo bài bản, có đắc, nhân, tâm đã giúp các cầu thủ nhí ngày nào trở thành tài năng tương lai của đất nước. 10 năm hoạt động với những công sức đổ xuống của hàng ngàn con người, PVF biến thành một thế lực lớn trên bản đồ bóng đá trẻ nước nhà. Ngoại trừ U21 quốc gia, PVF đã sở hữu đầy đủ các danh hiệu vô địch từ lứa tuổi U11, U13, U15, U17 của nước nhà. Với các cầu thủ ở trung tâm này, việc được cọ sát quốc tế hay những chuyến du đầu xa nhà là điều rất đỗi bình thường. PVF không rình rang làm truyền thông ồ ạt để quảng bá cách thức hoạt động bởi tiêu chí của trung tâm là tự nguyện giúp ích cho tương lai nền bóng đá. Nhưng với những người làm chuyên môn thì không ai không nể phục tiềm lực của các đội trẻ nơi đây. Chính PVF chứ không phải Hoàng Anh Gia Lai hay Viettel mới có thể nói chuyện song phẳng về thành tích các giải trẻ với Hà Nội, thế lực lớn nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Thậm chí ở các giải trẻ vô địch quốc gia vừa đề cập, PVF là số 1 với hơn chục danh hiệu sưu tầm suốt 10 năm thành lập. Sự ra đời của PVF không chỉ giúp cho cổ động viên nước nhà phấn khởi về một tương lai không thiếu lớp kế cận, nó còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những lò đào tạo truyền thống phải thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Việc không dậm chân tại chỗ, ngủ quên trên chiến thắng bằng cách tự mình phải thay đổi để tốt hơn đã giúp trung tâm này là điểm tựa đáng tin cậy cho bóng đá nước nhà. Bằng chứng là việc rời trụ sở từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hưng Yên để thế hệ tương lai đất nước mới được đào tạo theo mô hình chuẩn thế giới. Sau khi giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản ra đi do hết hạn hợp đồng, người đứng đầu PVF hiện tại là giám đốc kỹ thuật Philippe Chaussier. Việc chiêu mộ huấn luyện viên người Pháp từng dẫn dắt hai đội tuyển quốc gia dự World Cup cho thấy chiến lược nghiêm túc của PVF trong việc chồng người. Từ những sự đầu tư miệt mài đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một đẩy vột nên hồ trên sân vận động Mỹ Đình tuần qua. Sự hoài nghi về một thế hệ kém cạnh nhiều so với các đàn anh ở U23 Việt Nam một năm trước đây đã bị dập tắt khi mà Đức Chinh, Thái Quý, Thanh Thịnh đã góp công lớn vào chiến thắng đậm nhất của bóng đá nước nhà trước người Thái. Và trong một tương lai không xa thì chính những tài năng trưởng thành từ PVF sẽ lại là những diễn viên chính gánh trên vai trọng trách lấy vàng SEA Games 30 hay thậm chí là giấc mơ World Cup cho người Việt. Theo Việt Hà, báo Thể thao và Văn hóa, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.